Rồi ok các bạn ơi, thì đây là cái ví Momo của mình nha. Thì hiện tại cái ví Momo của mình chỉ có 700 đồng và hiện tại mình chưa liên kết với tài khoản ngân hàng. Đó, thì hôm nay mình muốn sử dụng được cái ví này và nạp tiền vô ví này thì bằng cách nào? Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm video là tìm điểm giao dịch để nạp tiền vào ví Momo để sử dụng cái ví Momo nha các bạn. Rồi, và đây là những cái điểm tiện lợi khi nạp tiền tại điểm giao dịch nạp và rút tiền nha các bạn. Đó. Thì những cái tiện lợi nó có như thế nào? Đây, trước tiên là tiện ích khi nạp tiền nè, là không cần tài khoản ngân hàng, vẫn có thể nạp tiền vào ví và nạp tiền ngay lập tức và có hàng chục điểm giao dịch trên toàn quốc. Rồi, và các bạn theo dõi video của mình nha. Mình bắt đầu thôi các bạn ơi. Rồi, ok, mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì buổi tối chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình, đặc biệt là mùa Covid này ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái video cũng là hướng dẫn các bạn về Momo, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là liên kết tìm tìm điểm liên kết và nạp tiền vào app Momo. Đối với những bạn nào mà không muốn liên kết với thẻ tài khoản ngân hàng đó, thì các bạn có thể nạp tiền vào miễn phí đó, mà không tốn tiền luôn nha các bạn. Thì cái cách tìm như thế nào thì mời các bạn theo dõi video của mình nha. Thì mình bắt đầu thôi các bạn. Rồi ok các bạn ơi, thì để mà có cái ví Momo thì mình phải tải cái app Momo về các bạn. Thì đối với những bạn nào mà trên iPhone á, thì các bạn vào App Store, còn những của bạn nào xài Android á, thì vào CH Play nha các bạn. Đây mình đang xài iPhone nên mình về App Store mình tải nè. Đó, mình nhấn vào chữ Momo rồi mình nhấn tìm kiếm, à mình đau về thôi các bạn. Đó. Thì cái cách đăng ký app Momo thì rất đơn giản nha, bạn nào cũng làm được nên mình sẽ bỏ qua cái bước này ha. Rồi mình sẽ tiến hành là mình chỉ tìm cái điểm giao dịch để nạp tiền vào ví cho các bạn thôi nha. Rồi mình sẽ bắt đầu đi sâu vào nó một chút. Khi mà trước khi nạp tiền vào ví các bạn, thì các bạn nên là xác thực cái app Momo trước cho các bạn bằng cách là mình chụp hình mặt trước mặt sau chứng minh nhân dân của mình rồi xác thực nó, hoặc là các bạn kỹ hơn thì các bạn thể xác thực bằng gương mặt nha. Rồi đây là cái app Momo mình đã tải về nè. Đó. Mình sẽ bắt đầu mình đăng ký nó, rồi mình sẽ vừa bỏ qua cái bước đăng ký nha các bạn. Đây, khi đăng ký các bạn sẽ nạp số điện thoại mình vô, bạn lưu ý là lấy số điện thoại đăng ký với thẻ ngân hàng nha. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ truy cập vào app Momo nha. Trước tiên là mình phải đăng nhập mật khẩu của mình vô đó. Thì đây là cái giao diện của app Momo đó. Thì hôm nay mình sẽ làm video đó là hướng dẫn các bạn là cách tìm cái điểm giao dịch của Momo và nạp tiền vào ví Momo nha. Đó. Đối với những cái nào cái app Momo nào chưa liên kết tài khoản ngân hàng nha các bạn, thì đây cái ví Momo của mình có 700 đồng và hiện tại ví này chưa có liên kết ngân hàng nha các bạn. Như các bạn đã biết đó, thì những cái app Momo á, mà không có liên kết với tài khoản ngân hàng thì các bạn phải không có nạp tiền vô được, mà các bạn phải tìm điểm giao dịch để nạp tiền vô cái app mới được nha các bạn. Ok các bạn ơi, trước khi mà nạp tiền vào app ha, các bạn nên xác thực cái app trước nha các bạn, bằng cách là mình chụp hình mặt trước mặt sau của chứng minh để mình xác thực cái app cho nó an toàn hơn khi mình hành nạp tiền vô ha. Đó, giờ mình sẽ thoát ra, mình truy cập vào Google Chrome nha các bạn. Đó. Thì các bạn gõ giùm mình cái chữ là điểm giao dịch Momo. Đó. Thì nó sẽ đưa mình giao diện thế này, mình truy cập vào cái đầu tiên luôn nha các bạn. Nè. Cái tìm điểm nạp rút tiền của ví Momo này các bạn, thì ở đây nó đưa mình vô như thế này đó. Bên dưới có chỗ là thành phố Hồ Chí Minh, mình chọn vô cái tỉnh nào mình gần nhất, thì mình ở Đồng Tháp nên mình sẽ chọn vô Đồng Tháp đó. Ok, thì mình sẽ chọn vô cái tỉnh Đồng Tháp của mình thì mình kiếm đây, ở bên dưới nè các bạn đó. Rồi bên phải thì mình chọn vô cái huyện mình ở gần nhất, thì mình ở huyện Tháp 10 nên mình sẽ chọn vô huyện Tháp 10. Thì nó đưa mình tới các điểm giao dịch này các bạn. Đây, nhấn tìm kiếm thì nó đưa ra mình một số điểm giao dịch nè. Thì các bạn có thể tìm đến đây đó, hoặc là các bạn nhấn vô chữ chỉ đường bên dưới thì nó sẽ chỉ đường các bạn đi tới điểm giao dịch nha. Đó, giờ rồi ok thì vừa rồi ok các bạn ơi, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn á, là tìm đó, tìm giao dịch để mình nạp tiền vào ví Momo. Đối với những bạn nào mà không liên kết thẻ tài khoản ngân hàng mà các bạn muốn sử dụng app Momo để mà thanh toán
tiền điện, tiền nước nè, hay là chuyển tiền đó, thì các bạn có thể tìm điểm giao dịch bằng cách đó. Và cũng còn một cách nữa nha các bạn, một cách mà đối với bạn nào mà đã liên kết được với thẻ tài khoản ngân hàng, mà liên kết bằng cái thẻ Visa hay thẻ Mastercard hay là thẻ tín dụng ngân hàng, thì cái cách này thì nó tìm điểm giao dịch nhanh hơn đó, mà tìm điểm trực tiếp trên app luôn. Ok, và đây là cái cách mà mình đã liên kết với tài khoản ngân hàng rồi nha các bạn. Thì khi mà liên kết tài khoản ngân hàng thì bên dưới mình sẽ có một cái tài khoản như thế này, tài khoản Visa nè. Thì hôm nay mình sẽ làm sẵn tại mình làm cái video mà nạp tiền vào tài khoản app Momo cho các bạn luôn nha, từ thẻ ngân hàng vào app Momo nha. Đây mình sẽ chọn vào cái thẻ Visa của mình nè, đó. Mình sẽ nạp thử vào tài khoản mình là tài khoản app Momo mình là 200.000 nha các bạn. Đây bên dưới có chữ nạp tiền màu hồng nè, các bạn chọn vô hay nhấn vô chỗ nạp tiền ha. Đó. Này. Thì nó đưa mình như thế này, cái phí nó là tới 26.200 các bạn. Đó, các bạn chọn vô chỗ xác nhận. Đó, thì các bạn nào sợ tốn phí thì các bạn có thể tìm điểm giao dịch nha. Tìm điểm giao dịch để nạp tiền vô, thì điểm giao dịch nạp tiền thì nó không tốn phí nha các bạn. Đây các bạn sẽ chọn vô chỗ là thêm. Đây các bạn nạp tiền từ điểm giao dịch Momo nè, đó. Đó, các bạn chọn vô, rồi xong các bạn bên dưới có chỗ là tìm kiếm điểm giao nạp rút tiền nè. Các bạn chọn vô chỗ tìm điểm nạp rút tiền. Đó. Thì nó sẽ đưa mình đến một số điểm đây. Đó. Sau khi đó, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái mục tìm kiếm nha. Các bạn ở địa phương nào thì bạn nhấn vô ở đó. Mình ở tháp 10, nên mình chọn vô tháp 10 thôi. Đó, mình ở quyền tháp 10 nha, mình nhấn vô là tháp 10. Thì nó sẽ ra một cái số điểm ở quyền tháp 10 cho mình tìm đến. Đó, mình nạp vô app Momo của mình. Đó, hoặc mình rút tiền từ app Momo này cũng được luôn nha. Đó, đây là số điểm nó đã ra nè các bạn. Thì ở quyền tháp 10 thì nó có rất nhiều điểm giao dịch của Momo nha các bạn. Đó, thì các bạn nếu mà muốn nào muốn cài đặt lại app Momo hay liên kết Momo thì các bạn có thể lại app lại đàn điểm giao dịch này, thì nhân viên nó sẽ liên kết giùm các bạn luôn ha. Các bạn ơi, thì lúc trước á mình có ra một cái video á là hướng dẫn cách liên kết Momo với tài khoản ngân hàng, mà đặc biệt là ngân hàng Sacombank. Đó. Thì có một số bạn mà hỏi mình á về cách liên kết á như thế nào và liên kết không được, thì các bạn lưu ý giúp mình á là khi mà các bạn liên kết với tài khoản ngân hàng á thì các bạn đến cái đến ngân hàng đó và bạn phải đăng ký là xác nhận giao dịch trực tuyến nha các bạn. Xác nhận giao dịch trực tuyến với ngân hàng đó, bạn đăng ký cái đó thì các bạn mới liên kết được. Và một cái điều thứ hai á là các bạn cái số điện thoại mà đăng ký app Momo của mình á là phải trùng với cái số điện thoại mà đăng ký báo tin nhắn với thẻ tài khoản ngân hàng. Đó là hai điều kiện này, thì các bạn sẽ đủ điều kiện để mà liên kết được Momo đó, và các bạn có thể nạp tiền và chuyển tiền vào cái app Momo này đó, mà không cần phải đến điểm giao dịch của Momo. Các bạn lưu ý giúp mình một điều á là khi mà liên kết với tài khoản ngân hàng có hai cái cách để mà mình liên kết. Một là mình liên kết với tài khoản thẻ ngân hàng, thẻ NABAD nội địa. Hai là mình liên kết bằng thẻ Visa và thẻ tín dụng đó. Thì các bạn muốn mà nạp tiền vào tài khoản app Momo á thì các bạn nên chọn cái thẻ là thẻ nội địa, thẻ NABAD nha các bạn, để mà mình liên kết vô xong mình được hưởng ưu đãi và mình sẽ nạp tiền trực tiếp trên đó, nó dễ hơn nha các bạn mà đỡ mất tốn phí. Rồi thì hôm nay mình sẽ đến quên đó. Và còn một điều nữa là các bạn, mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần mô tả để các bạn biết biết cách mà liên kết cụ thể hơn cho thẻ NABAD hay là thẻ Visa ha. Rồi chắc mình cũng xin phép kết thúc video đây ha. Mình chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.